Khoảnh khắc vụ nổ như bom ở phố Yên Phụ, hai người bỏng nặng, một shipper bị mảnh kính găm từ đầu đến chân. Trưa ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng đã căng dây tạm phong tỏa ngôi nhà số 42, phố Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội, sau vụ nổ cực lớn xảy ra lúc 10 giờ cùng ngày. Tại hiện trường, toàn bộ tầng một ngôi nhà số 42 gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhiều đồ đạc và kính bắn tung tóe ra đường và vỉa hè cách xa hàng chục mét. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đang tiếp cận bên trong ngôi nhà. Theo một nhân chứng, tiếng nổ lớn như bom, một người dân đi xe máy qua số nhà 42 bị đồ đạc kính văng ra, bị ngã xe đường. Sau tiếng nổ, một số người từ trong nhà bò ra, họ đã được đưa đi cấp cứu, nhân chứng cho biết. Là một trong những người chứng kiến vụ đổ trên, anh Lưu Xuân Tuyền, một người dân sinh sống gần đây vẫn chưa hết sợ hãi. Theo anh Tuyền, sáng nay khi đang ngồi uống nước ở đường Yên Phụ thì nghe thấy tiếng nổ lớn như bom, cùng với đó là kính bắn ra tung tóe sang đường đối diện. Tôi nhìn vào căn nhà bị nổ có hai người bò ra, thì bị bỏng gần như toàn thân. Còn một người thì chảy máu rất nhiều. Có một người đi đường là shipper cũng bị thương rất nặng, kính găm vào người từ đầu tới chân. Một số người khác đi ở đường biên đối diện, cách vụ việc khoảng 50 mét cũng bị kính bắn vào người. Sau đó các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu luôn, anh Tuyên kể lại. Theo anh Tuyên, sau tiếng nổ thì có mùi rất khét, không có lửa bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ nổ, rất may phương tiện qua lại ít, nếu không sẽ có rất nhiều người bị thương. Nhiều người khi chứng kiến vụ việc cũng đã chạy tới giúp đỡ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nếu vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều người đi lại thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi thấy có 3 trong 4 người bị thương rất nặng, anh Tuyên chia sẻ. Trao đổi với phóng viên, đại diện bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết có 4 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại đây. Nguyên nhân ban đầu là do nổ khí ga. Trong số này có 3 người bị bỏng nặng kèm bỏng hô hấp đã được chuyển về bệnh viện bỏng quốc gia. Hiện bệnh viện đang tích cực cứu chữa cho một nạn nhân. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 8, vụ nổ xảy ra trên đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ mặt tiền số nhà biến dạng, đường dây điện qua nhà cũng trũng xuống, cây cối xung quanh gãy cảnh nằm la liệt chắn ngang đường. Nhiều xe máy đổ nằm trên đường và trên hè phố Yên Phụ. Vào thời điểm trên, có một số người dân lưu thông theo hướng từ đầu đường Thanh Niên về cầu Long Biên bị sức ép của vụ nổ khiến nằm bất tỉnh ngay trên đường và trên vỉa hè. Nhận được tin báo, công an quận Ba Đình và đội cảnh sát giao thông số 2, công an thành phố nhanh chóng có mặt đưa những người bị nạn đi cấp cứu và phong tỏa toàn bộ tuyến phố Yên Phụ từ đầu đường Thanh Niên rẽ về để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ nổ bình ga sinh hoạt. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra.